cùng với Bill Gates, Steve Jobs và Warren Buffett, Richard Branson là một trong bốn doanh nhân ảnh hưởng nhất thế giới và là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất châu Âu. Trong giới tỷ phú toàn cầu, ít nhân vật nào có những câu chuyện đầy thú vị đến bất ngờ như Richard Branson. Ông là người đầu tiên vượt đại dương bằng khinh khí cầu, vượt eo biển bằng ô tô hay nhảy dù từ tòa nhà chọc trời. Đó là lý do Richard Branson được mệnh danh là tỷ phú chơi ngông. Nhiều người cho rằng điều điên rồ nhất nhưng cũng thành công nhất trong cuộc đời vị tỷ phú này là thành lập hãng hàng không riêng khi bị hủy chuyến bay. Điều này cũng đã đánh dấu một bước tiến ngoạn mục cho ngành hàng không thế giới. Năm 1984, ông có kế hoạch bay đến British Virgin Islands để gặp một quý cô dễ thương. Tuy nhiên, chuyến bay của ông với American Airlines lại đột ngột bị hủy. Branson đã đi về phía sau sân bay, chia thẻ tín dụng ra và thuê một chiếc máy bay. Sau đó, ông mượn một chiếc bảng đen, viết lên đó dòng chữ vé một chiều của Virgin Airlines đi Virgin Islands, 39 USD một vé. Máy bay sau đó nhanh chóng được lấp đầy bởi các hành khách bị hủy chuyến. Từ những bước xúc đó, Richard nhen nhóm ý tưởng thành lập một hãng hàng không có chất lượng dịch vụ tốt hơn. Năm 1984, ông chính thức thành lập hãng hàng không Virgin Atlantic với chuyến bay đầu tiên nối sân bay Gatwick, London, Anh và sân bay Newark, New York, Mỹ. Chỉ sau một năm hoạt động, Virgin Atlantic đã đem lại lợi nhuận và mở rộng đường bay sang các thành phố khác của Mỹ, Nhật, châu Âu. Đầu những năm 1990, kinh tế toàn cầu suy thoái và cạnh tranh khốc liệt từ hãng hàng không lớn British Airways, Virgin Atlantic lâm vào khủng hoảng. Để duy trì hoạt động của hãng, Richard buộc phải bán công ty đầu tiên của mình là Virgin Records. Sau khi bán công ty, Richard thay đổi toàn bộ chiến lược kinh doanh. Ông đầu tư vào nhiều công ty con mang tên Virgin, nhưng chỉ góp khoảng 5% vốn cùng tên thương hiệu. Để tạo sức ảnh hưởng của thương hiệu Virgin, Richard Branson đã thực hiện một loạt dự án quảng bá hình ảnh không giống ai. Năm 1994, khi sản phẩm nước giải khát Virgin Cola ra mắt, ông đã lái xe tăng ra quảng trường thời đại của New York và thách thức đối thủ bằng hành động cắn nát hàng loạt lon Coca. Năm 2004, ông mạo hiểm vượt qua eo biển Manche bằng xe lội nước Aquada nhằm quảng bá cho Virgin Airlines. Năm 2007, để giới thiệu hãng hàng không Virgin America, ông buộc cáp treo vào người rồi nhảy xuống từ nóc khách sạn Palm ở Las Vegas. Hiện nay, Richard theo đuổi ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Đây là lĩnh vực hoàn toàn mới và đầy thách thức khi chưa có công ty nào khai phá, trừ Tesla và Virgin Galactic. Richard xây dựng dự án du lịch vũ trụ này với mục đích đưa con người vào khám phá không gian. Dự án Virgin Galactic đã có hơn 700 lượt đăng ký giữ chỗ với những tên tuổi nổi tiếng như Lady Gaga, Justin Bieber, Angelina Jolie. Ngoài hoạt động kinh doanh, Richard còn được biết đến với vai trò diễn giả, người truyền cảm hứng tới hàng triệu người trên thế giới. Ông từng nói, tôi không bao giờ hài lòng với sự vừa vặn và điều đó giúp tôi làm tốt việc kinh doanh hơn. Sự sáng tạo không tới với những người ưa thoải mái và làm những công việc giống đám đông. Đừng lãng phí thời gian của bạn để trở thành một người bình thường, thậm chí là tầm thường.